không an tâm nấu nướng do sợ nước sinh hoạt còn chất độc hại. Vì cơ thể ta không chỉ cần nạp nước đủ mà còn cần hấp thụ nước sạch. Cùng máy lọc nước ZO Philips AUT2015 loại bỏ tạp chất, an tâm nấu nướng, giải quyết vấn đề nước uống trực tiếp cho cả nhà chỉ trong một chiếc máy nhỏ gọn, tinh tế. Thiết kế tối giản, nhỏ gọn không bình chứa, hoàn hảo với mọi không gian trong nhà bếp. Thiết kế các lõi lọc Quick Twist nằm ngang, dễ dàng lắp đặt và thay thế bộ lọc. Cung cấp nước dùng thoải mái tại gia đình. Với công suất lọc đến 63 lít một giờ, công nghệ đa tầng từ AquaSeal với 3 bước lọc tích hợp trong hai lõi lọc tiên tiến. Bước 1, lõi lọc thô PP giúp loại bỏ bụi và trầm tích trong nước. Bước 2, lõi carbon hoạt tính giúp loại bỏ clo và mùi lạ trong nước. Bước 3, lõi ZO giúp loại bỏ bụi mịn và các chất hòa tan nhỏ đến 0,0001 micron cho ra dòng nước tinh khiết. Với tỷ lệ loại bỏ các chất độc hại như trì, virus, vi khuẩn, thuốc trừ sâu, chất kháng sinh lên đến 99,99%. Hai dòng nước đầu ra giúp sử dụng nước hiệu quả, nước tinh khiết để uống trực tiếp và nước đã lọc để rửa thức ăn, giúp sử dụng nước hiệu quả hơn. Máy lọc nước Philips để gầm AUT2015 với thiết kế thân máy chỉ nhỏ bằng 1/2 tờ giấy A4 đang trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho các căn bếp hiện đại. Trải nghiệm uống nước sạch không cần lo nghĩ cùng Khánh Vy Home ngay hôm nay. Khánh Vy Home là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm nhà bếp, phòng tắm cao cấp và giải pháp lọc nước hàng đầu. Quý khách sẽ được lựa chọn từ nhiều thương hiệu hàng đầu với đa dạng mức giá cùng những chính sách hấp dẫn đi kèm. Cam kết 100% sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nhà nhanh chóng, lắp đặt miễn phí lúc giao hàng, đổi trả và bảo hành dễ dàng. Khánh Vy Home, thêm ưu đãi, tránh lãng phí, đồng hành cùng các đối tác thiết kế, nội thất và xây dựng. Liên hệ ngay số hotline 1800 646 4410 để được tư vấn chi tiết nhất.